Với dự kiến lượng khách đi lại bằng đường hàng không năm nay, tuy không tăng đột biến như năm ngoái, nhưng cũng sẽ khá nóng. Do đó, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ tăng thêm 136 chuyến bay nội địa. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 năm 2016 đến ngày 4 tháng 5 năm 2016, Vietnam Airlines triển khai tăng thêm 136 chuyến bay một chiều trên 9 đường bay nội địa. Tổng tải cung ứng trong giai đoạn này đạt khoảng 250.000 ghế, tăng gần 10% so với thường lệ và 35% so với cùng kỳ. Tập trung chủ yếu trên các đường bay giữa Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc. Qua khảo sát, giá vé máy bay của các hãng ở các chặng bay cao điểm đều có xu hướng tăng cao, cao gấp đôi, thậm chí là gấp 3-4 lần so với giá vé ngày thường. Dự kiến giá vé cũng có xu hướng tăng cao trong những ngày tiếp theo.